Mà xin chào các bác, hôm nay thì tiện đơn hàng của chú Tuấn ở bên trong thành phố Hồ Chí Minh thì chú đặt lấy ở bên em là một đôi loa full đơn bát 40, hàng chính hãng đến từ thương hiệu là PS Radio và mã sản phẩm là con này là con ES15+. Ở đây là hàng chính hãng và hàng nhập khẩu chính ngạch các bác nhé. Và đây là một cái model đời mới nhất, cao cấp nhất của nhà hãng PS Radio. Thì thực ra đây là cái đơn hàng thứ tư chú Tuấn này thì chú đã lấy ở bên em. Thì khi mà chú ấy mua ba đôi trước thì thấy cái sản phẩm rất là ok, âm thanh rất là hay, và tiếp tục là chốt đơn hàng thứ tư đôi loa full đơn bát 40. Thì chú ấy vừa là đi làm sự kiện, đồng thời thì chú ấy mua hộ người bạn chú để dùng ở gia đình. Thì đây là một cái dòng sản phẩm full đơn bát 40. Và cái đôi này thì nó sẽ sử dụng ở nhiều cái không gian mặt sàn khác nhau, nhưng mà khi mà các bác sử dụng ở gia đình thì yêu cầu là các bác là để mà hay nhất, hiệu quả âm thanh hay nhất và hoạt động ok nhất thì các bác lên sử dụng với cái không gian mặt sàn từ khoảng 40m trở lên thì nó mới phù hợp với cái dòng bát 40 này. Còn những cái bác nào mà không gian mà nhỏ hơn dưới 40m thì các bác lên sử dụng những dòng full bát 30. Và cái bác khách này thì bác ấy vừa mua để làm sự kiện, và thứ hai nữa là mua một đôi để mà mua cho hộ người bạn, vì người bạn bác ấy thấy là cái âm thanh của loa này là rất là hay và giá thành rất là hợp lý. Thì đây là một cái model cao cấp và đời mới của PS Radio. Cái con này thì toàn bộ là màu đen, và các bác thấy là ở đây thì chúng ta cái lớp ở ngoài là cái lớp gỗ là cái sơn sần. Thì với cái lớp sơn sần dày như này thì nó sẽ bảo vệ cái lớp gỗ ở ngoài là tránh ẩm mốc, tránh trầy xước. Và ở đây thì các bác thấy là đây là có lớp gỗ và đây là một lớp gỗ này. Thì ở đây như hai lớp gỗ thì nó sẽ được có cái ngoài những cái đinh vít, ngoài keo thì nó sẽ có cái gông vách ở đây. Chúng ta sẽ có cái ốc gông vách ở đây. Thì ở bên trong thì nó có cái táp kim loại bên trong, thì cái gông vách như vậy thì là làm cái thùng loa của chúng ta nó sẽ chắc chắn hơn. Thì với cái loa bốt bát 40 này khi hoạt động thì cái cường độ lực nó tạo ra rất là mạnh, đòi hỏi cái thùng vách nó phải chắc chắn để cái loa nó âm thanh nó hay, và thứ hai nữa là độ bền nó cao. Thì trong cái video này chủ chốt thì khách hàng ở đây thì bác ấy đã bảo là bác ấy đã biết cái chất âm con này rất là hay rồi, và bác ấy đang tò mò là không biết là cái cấu kết cái linh kiện ở bên trong, cái cấu hình linh kiện ở bên trong là như thế nào. Thì trong cái video này thì bác ấy yêu cầu bên em là tháo tung cái loa này ra để các bác ấy biết được cái cấu hình loa ở bên trong là từ bao nhiêu, côn bao nhiêu, phân tần như nào và thùng vách là như nào. Thì chút nữa thì em sẽ tháo ra, và trước khi tháo ra thì em sẽ quay qua một lượt cũng như là giới thiệu sơ qua cho các bác là cái phần vỏ ngoài. Thì các bác thấy là qua đây, qua cái tai sách ở hai bên, thì các bác thấy cái thùng vách nó rất là dày dặn và chắc chắn. Ở đây thì chúng ta cái loa này chúng ta có thể là để bàn, chúng ta có thể là treo đứng hoặc là treo nằm đều ok. Ví dụ như treo đứng thì chúng ta sẽ có hai cái ốc treo đứng đây, treo nằm ngang thì chúng ta sẽ có hai cái ốc treo nằm ngang đây, và để cọc thì chúng ta có cái lỗ để mà cắm cọc, khi mà các bác đi làm sự kiện thì để trên cọc thì nó sẽ chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Ở phần phía sau cái loa này thì ở phần đây thì chúng ta có cái rắc để mà cắm loa vào. Thì các bác thấy là cái rắc ở đây thì toàn bộ những cái lớp sơn cũng như là những cái chi tiết đấy các bác thấy là người ta làm rất là trau chuốt. Đây là một cái miếng nhôm, và các bác thấy như cái đường nét chữ thì người ta in khắc rất là rõ ràng. Và ốc ở đây thì toàn bộ bằng kim loại loại tốt, và ốc dạng sao thương hiệu PS Radio, mã sản phẩm là con ES15+. Công suất trung bình của con này là công suất liên tục nó là 600W, và công suất cực đại của nó là 2400W, 2400W cực kỳ khủng luôn các bác nhé. Con này trở kháng của loa của nó là 8 ohm, và độ nhạy của nó là 99 decibel, độ nhạy rất là cao luôn các bác nhé. Độ nhạy như này thì âm thanh nó rất là thoát tiếng, và tiếng rất là sáng, rất là hay. Và đây là hai cái rắc đưa đường tín hiệu vào. Chúng ta có thể là cắm một rắc vào từ cục đẩy công suất vào, và một cái rắc khác là chúng ta lai sang cái loa khác, là trong trường hợp mà các bác lắp nhiều loa song song với nhau. Và mỗi một sản phẩm của bên PS Radio thì đều có một cái mã số series riêng để người ta kiểm tra cái lượng hàng cũng như là chế độ bảo hành về sau này. Ở đây thì em sẽ đo các bác cái phần kích thước. Con này bề mặt ngang ở đây là con này là 44 phân, chiều sâu phủ bì là 47 phân, chiều cao phủ bì con này là 69,5 phân. Mặt sau con này thì nó tầm khoảng 30 phân các bác nhé, mặt sau 30 phân. Chúng ta sẽ có cái mã QR để kiểm tra cái hàng chính hãng, logo thương hiệu PS Radio. Con này là phần phía mặt trước là lưới e căng, và các bác sẽ nhìn cái kết cấu lưới e căng nhìn trông nó rất là hiện đại. Và đây thì có hai lớp lưới là ngoài cùng là lớp bằng kim loại rất là dày dặn để bảo vệ cái cấu hình loa bên trong. Đồng thời sau cái lớp lưới e căng kim loại này thì nó sẽ có một cái lớp lưới ở bên trong là lưới vải, lưới là vải đục lỗ. Thì với hai cái lớp này thì nó sẽ bảo vệ côn trùng cũng như là bảo vệ bụi bẩn ở bên trong loa, tránh va đập. Các này thì một chiếc loa đặt lên cân thì nó rơi vào 34 kg các bác nhé. Nhấn mạnh các bác thì đây là một cái dòng mà loa full bass 40, dòng cao cấp của PS Audio. Thì chất âm con này thì cực kỳ là tuyệt vời. Thì cấu hình của nó là một cái bass 40 và một cái loa chép kèn. Thì các con này thì cấu hình bass 40 thì đưa ra một cái chất âm rất là lực, rất là khỏe, và tiếng bass cắt rất là sâu. Và cái tiếng chép của con này thì tiếng chép rất là sáng, và tiếng kẽo kẹt, tiếng tí tách ở loa rất là ok. Và bây giờ thì em sẽ tháo cái loa này ra để giới thiệu cho các bác cái chi tiết, cái
cái linh kiện kết cấu loa ở bên trong các bác nhé. Thì em đã tháo cái phần e-căng ra, thì các bác thấy là cái cấu hình ở đây thì sẽ có một cái bát là bát 40 và một cái loa chép kèn. Bát 40 này cấu hình của nó là gân, là gân vải thẩm dầu. Thì với cái gân này thì nó là hai lớp gân, và ở đây thì các bác thấy là lớp ngoài cùng ấy thì nó có một cái lớp keo. Cái keo, lớp keo này thì nó không khô chết và nó cũng bao giờ nó cũng có cái độ dính nhất định đấy. Và tiếp đến là phần màng, màng ở đây thì lớp màng rất là dày và rất là chắc chắn, và cái lớp màng này thì được nhám sần để trợ lực cho cái lớp màng này nó bền bỉ chắc chắn hơn. Tiếp đến là cái phần rốn loa, đây thì các bác thấy là cái rốn loa là rốn to, và thứ hai nữa là đường keo người ta đi rất là gọn luôn các bác nhé. Và bây giờ thì em tiếp tục là em sẽ tháo ở phần bên trong để các bác sẽ xem cái cấu hình server bên trong. Cái phần mà tiếp xúc với cả cái phần mặt e căng ấy thì nó sẽ có cái lệm cao su này, là giữa cái phần tiếp xúc với cái thành gỗ này với cả cái lớp e căng ở ngoài thì có cái cao su này để chống chống va đập cũng như là chống cái tạp âm, tăng tiếp xúc. Các bác thấy ở đây thì cái phần mà e căng và bắt với phần thùng vách thì rất là chắc chắn, sử dụng rất là nhiều những cái ốc, ở đây là ốc dạng sao và gen là gen kim loại rất là chắc chắn luôn các bác nhé, gen là rất là sâu. Các bác khi tháo ra thì các bác thấy là thứ nhất là bát loa và loa chép kèn ở đây thì sử dụng là rất là nhiều những cái ốc để mà cố định loa ở trên. Các bác thấy là ốc ở đây toàn lộ là cái ốc chống dỉ và gen là gen kim loại các bác nhé, nó có bu lông kim loại ở phần phía dưới. Đây, các bác thấy phần loa chép cũng vậy, ốc rất là sâu và rất là nhiều ốc luôn. Và cái này thì nó rất là chắc chắn và bền bỉ. Và thứ hai nữa thì các bác thấy là cái phần bảo vệ chép thì có cái lưới bảo vệ côn trùng này. Cái thùng gỗ này thì nó sẽ có rất nhiều những cái gông, những cái vách, và những cái mà vách ở đây thì nó sẽ chia thành hai vách, vách dành cho loa bát và vách dành cho loa tép, và có những cái mà trợ lực cho vách ở đây. Các bác thấy là cái phần mà cái cọc để mà cắm cái chân loa thì nó bằng cọc đúc liền các bác nhé, rất là chắc chắn, ở bên trong có cái táp một cái khung gỗ dày thêm nữa, và ốc ở đây là ốc gen kim loại rất là chắc chắn, ở đây cái phần chân cống cọc loa đây các bác. Và cái phần mà ốc mà bắt cái lưới e-căng ấy thì người ta cũng không bắt trực tiếp vào gỗ, mà người ta sẽ có cái gen kim loại, ốc kim loại ở đây, ở bên trong có cái bu lông kim loại ở đây các bác nhé. Đấy thì cái chỗ điểm nào cũng chắc chắn, và ở bên trong mỗi cái thùng vách thì đều có những cái gông vách đây các bác sẽ nhìn, đây là những cái gông vách này, đây là những cái gông vách, đây là gông vách thì có những cái ốc, có những cái táp ở bên trong, có ốc kim loại ở bên trong, nó rất là chắc chắn và bền bỉ luôn ạ. Đây các bác sẽ nhìn này, rất là nhiều những cái gông vách này. Gông vách này thì thùng gỗ nó sẽ chắc chắn hơn, thùng loa nó sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều. Và những cái ốc mà treo loa đây, những cái ốc mà treo loa lên thì ở bên trong thì cũng là có cái bu lông kim loại đấy ạ, thì các bác hoàn toàn an tâm về độ chắc chắn. Các bác ở đây thì tháo cái phần bên trong loa ra thì các bác thấy là thứ nhất là cái thùng vách ở đây thì cái vách nó rất là dày. Vách bây giờ để sử dụng là cái gỗ ván ép. Và cái phần mà ốc ở đây thì nó sẽ có cái phần mà bu lông kim loại ở phần phía dưới. Thì với bu lông kim loại thì ốc nó rất là chắc chắn các bác nhé. Đây các bác thấy là gen, đây là gen kim loại này. Đấy, và cái ốc này thì là ốc lục giác và ốc chống dỉ rất là tốt. Ở phần phía dưới này thì nó sẽ có cái gen kim loại này. Đấy, không phải là bắt trực tiếp vào gỗ mà nó sẽ có cái gen kim loại này. Thì với cái gen kim loại này thì nó sẽ chắc chắn hơn và nó bền bỉ hơn rất là nhiều. Đây các bác sẽ nhìn thấy khung vách ở bên trong rất là dày, gia cố rất là chắc chắn và dày dặn các bác nhé. Thì ở phần đây thì nó sẽ có phần tiêu âm, phần tiêu âm và lớp mà bông rất là dày. Đấy, lớp bông rất là dày. Và đây là cái mạch phân tần rất là to, và đường tín hiệu ở đây là đường tín hiệu vào này, và đây là đường tín hiệu ra loa bát. Thì bác thấy là cái dây ở đây thì người ta làm cái vật liệu rất là tốt và rất là chắc chắn, sợi dây rất là to. Đây các bác thấy không? Truyền tải tín hiệu thì cực kỳ đảm bảo. Và đây là cái đường tín hiệu mà dành cho loa chép kèn. Đấy ạ, cũng sợi dây rất là to, và người ta sẽ phủ một cái lớp tăng cường tiếp xúc ở đây. Đây là cái lớp thiếp tăng cường tiếp xúc, và truyền tải tín hiệu nó sẽ tốt hơn. Ở đây thưa các bác thì em sẽ tháo cái phần mạch phân tần ra. Thì thứ nhất là mạch phân tần này thì được cố định ở trên cái thùng loa bởi 5 con ốc gen gỗ đây. Gen rất là sâu, thì cái bắt này rất là chắc chắn. Các bác biết là loa khi mà nó chạy rung nó rất là mạnh, đòi hỏi những cái kết cấu bên trong là phải chắc chắn, không nếu mà nó rung thì nó sẽ bị lỏng mạch, nó bị long linh kiện ra các bác nhé. Đấy, rất là chắc chắn. Và đây là cái mạch phân tần, thì các bác sẽ nhìn thấy cái mạch phân tần rất là khủng luôn. Đấy, các bác sẽ nhìn cả mặt trước và mặt sau. Đấy, các bác sẽ nhìn động mạch sau thì các bác thấy là những cái mối hàn, những cái mạch in rất là rõ ràng và rất là chắc chắn. Đấy, và người ta sẽ dập, ví dụ đây, ví dụ như các bác thấy là nó sẽ có đinh rút để định vị những cái linh kiện ở phần phía trên. Và những cái điểm hàn này các bác sẽ nhìn rất là gọn, và như các bác nhá, điểm hàn rất là chắc chắn và rất là gọn luôn. Đấy, mạch phân tần đây. Và trên cái mạch phân tần thì các bác thấy là rất là nhiều linh kiện. Thứ nhất là có những cái con chở sứ rất là to, và chở sứ đây các bác sẽ nhìn đây linh kiện là linh kiện chất, nhìn cái những cái góc cạnh của linh kiện rất là tốt luôn. Và đây là những cái con tụ này, tụ cản, tụ lọc đây, tụ cản, những cái tụ cản đây các bác thấy không? Đấy, tụ rất là to luôn các bác nhá. Đây ạ, ví dụ như con này 18 này, 250V này. Đấy, và đây là con tụ đó này. Đây là những cái chỉ số tụ này thì nó sẽ cho lọc cho cả đường bát và đường loa chép các bác nhá.
Và đây nó sẽ có hai quận, quận dây, một cái quận dây thứ nhất và quận dây thứ hai. Quận dây này dành cho loa bass và quận dây này sẽ dành cho loa chép. Các bác sẽ nhìn rất là nhiều linh kiện luôn. Chở thì có 5 con chở luôn, 2 con, 4 con, và đây là đằng này nó là một con, nó là 5 con chở. 5 con chở sứ rất là to, linh kiện rất là ok. Và ở đây thì nó cũng ghi rõ cái series của sản phẩm luôn là ES15+ các bác nhá. Là cái phần mà cái quận dây dập xung các bác nhá, quận dây dập xung này. Và đây là một cái linh kiện mà bảo vệ cái loa chép đây. Cái linh kiện này là màu vàng này, à, bảo vệ loa chép. Thì con này là con chở nhiệt các bác nhé. Con chở nhiệt trong trường hợp mà ví dụ như chúng ta hoạt động cái quá tải của cái loa chép thì con này nó nóng lên. Khi mà nó nóng lên thì nó sẽ ngăn cản cái đường, nó cản cái đường tín hiệu ra loa chép, à, để bảo vệ cái loa chép. Đây là con chở nhiệt, con bảo vệ loa chép luôn các bác nhé. Đấy, màu vàng vàng này này. Đấy, rất nhiều thì linh kiện ở trên cái mạch này, các bác sẽ mạch rất là to luôn. Đây là những cái chân ốc này nhé, những cái chân ốc này thì đều có những cái miếng nhựa này. Đấy, miếng nhựa để mà có cái khoảng cách giữa phần phần gỗ này với cả cái phần mạch các bác nhé, nó có sẽ có cách lên. Ở đây thì các bác thấy là ở cái phần mà cái chép kèn ở đây thì các bác thấy là cái củ từ rất là to và rất là dày, và được cố định bởi 4 con ốc e-lock đấy các bác nhé. Và các bác thấy là cái mặt bích ở phần phía trên và phần mặt bích ở phần phía dưới thì đều bằng hợp kim kim loại rất là sáng bóng này. Tem chính hãng, tem là tem 3D của PS Radio và lấy số series của máy. Cái bề dày của từ trường ở đây là 20mm các bác nhé. Từ trường của 5 châm được đo được là 17 phân các bác nhé. Khoảng cách đo được của hai cái cọc loa này là 120mm. Thì các bác thấy nhìn những cái con ốc này rất là chắc chắn các bác nhé. Và cái phần họng loa thì các bác thấy là nó và bằng nhựa cứng rất là dày luôn các bác nhé, rất là dày. Thì với cái độ dày như này thì các bác an tâm là nó không bị gãy cái cổ này các bác. Đấy, rất là nhiều loa khi mà nó làm mỏng thì khi mà chúng ta vận chuyển thì nó rất hay bị gãy cái cổ này, vì cái từ này nó nặng, nó bẻ gãy cái cổ này. Nhưng mà cái con này thì nó dày như này thì các bác hoàn toàn an tâm, mà ốc rất là chắc. Và cái phần mà tiếp xúc giữa cái phần mà nhựa này với cả cái phần vách gỗ này thì nó sẽ có một cái lớp cao su này. Lớp cao su này thì nó sẽ tăng cái độ tiếp xúc giữa hai cái bề mặt. Nó chống rung và chống va đập, chống tạp âm. Tăng cái độ khít giữa hai cái bề mặt với nhau các bác. Đây là cái lớp xốp, đây là cái lớp xốp. Còn cái từ trường của cái bát loa này đo được là 19 phân các bác nhé. Bề dày của từ là 20mm. Các bác thấy là cái phần mặt bích ở đây thì các bác thấy là nó sơn tĩnh điện rất là dày và từ kim loại rất là chắc chắn. Phần phía mặt bích ở phần phía dưới thì các bác sẽ nhìn thấy rất là sáng bóng, tem chính hãng của PS Radio, số series của máy. Và ở đây thì các bác thấy là cái phần dâu tôm thì cái sợi dây này thì là nó rất là đặc biệt. Các bác sẽ nhìn sợi dây rất là to nhưng mà nó kết cấu bởi những cái sợi dây rất là nhỏ cuốn lại với nhau và độ đàn hồi rất là cao. Thì khi mà loa nó chạy cái sợi dây này nó rung rất là nhiều, đòi hỏi là kết cấu phải chắc chắn và phải mềm mại đây các bác nhé. Và giữa tiếp xúc mối hàn ở đây thì nó sẽ được mà bọc cách điện bởi cái gen cách điện ở đây. Đây là hai cái cọc mà đấu dây loa đây, các bác thấy là có tiếp xúc bằng đồng rất là tốt các bác nhé, và bắt rất là chắc chắn và gắn keo ở đây. Và các bác thấy là cái khung xương loa ở đây thì khung rất là dày. Đấy, khung gang rất là dày luôn các bác nhé. Và mỗi một cái loa thì đều có ghi cái ngày tháng năm sản xuất đây. Các bác thấy là đây là tháng 4 năm 2022. Đấy, các bác có thể nhìn thấy kết cấu xương rất là dày luôn. Với cái xương dày này thì cái loa nó sẽ chắc chắn hơn, nó sẽ bền bỉ hơn, chúng ta vận chuyển an tâm hơn. Phần phía trong thì cái phần mà dâu tôm sẽ đưa vào phần cái côn loa này. Cái dâu tôm đưa vào côn loa thì keo rất là chắc. Và thứ hai nữa ở phần phía dưới màu vàng vàng đây là cái nhện loa các bác nhé. Đây là cái nhện loa này. Đấy, độ cái nhện loa rất là dày dặn và độ đàn hồi rất là cao. Cái phần côn loa của con này em đo được nó là côn 76 các bác nhé. Côn loa là côn 76. Từ là từ 19. Bác thì em sẽ tháo cái phần đế loa của cái loa chép ra. Con này thì nó sử dụng là 3 cái ốc e-lock rồi các bác nhé. Phần ở đây thì chúng ta sẽ có một cái đế gang này. Chúng ta sẽ tháo cái đế gang ra, ở bên trong thì đó là cái phần mà cái côn loa. Thì cái côn con này thì các bác sẽ nhìn côn rất là to luôn các bác nhé. Để em sẽ đưa cái côn lên ạ. Côn rất là to luôn. Và đây các bác sẽ nhìn ở bên trong cái phần trụ côn này. Đấy, các bác mà thấy ở đây là vỉ đồng nhé. Ở đây là cái phần cái bích từ này. Đấy, các bác sẽ nhìn thấy thép nhìn trông là sáng bóng không? Đây là cái phần côn loa. Côn này đo được đó là côn 75 các bác nhé. Côn 75 các bác nhé. Côn 75. Đây các bác sẽ nhìn thấy côn loa người ta làm rất là chất luôn các bác nhé. Cực kỳ là cẩn thận luôn. Côn rất là to. Các bác là bên em thì là bên đại lý và tiếp xúc với rất là nhiều hãng, với rất nhiều những cái model sản phẩm khác nhau. Nhưng với dòng loa của bên PS Audio thì đặc biệt là với cái model Bass 40
ES15 cộng này thì em đánh giá rất là cao về chất lượng hàng, âm thanh cực kỳ là ok. Và đặc biệt là con này thì so với cái chất âm của con này thì một số những hãng khác thì giá nó cao hơn rất là nhiều. Nhưng mà với cái P-Audio mã này thì giá ra rất là hợp lý. Thành ra là những cái bác nào mà đang có cái nhu cầu và mua cái phun đơn Bát 40 đòi hỏi là chất âm hay và đặc biệt là giá thành rẻ, hàng chính hãng, thì đây là một cái sản phẩm mà đứng đầu trong cái sự lựa chọn mà các bác, mà em khuyên các bác sử dụng cái dòng này. Và với cái đôi loa này thì bên em đang bán với cái khung giá là dưới 13.500.000, giá thành dưới 13.500.000. Và giá thành thì nó sẽ thay đổi theo thời gian, có thể là tăng hoặc là giảm. Thì các bác có muốn cái giá ok nhất thì các bác sẽ liên hệ trực tiếp với cửa hàng để bên em báo giá chính xác và giá ok nhất cho khách hàng.